người vợ ngất liệm bên thi thể chồng trên quốc lộ 13. Tại hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 13, thi thể nạn nhân nằm sát giải phân cách, xe máy trượt dài về phía trước. Nghe tin chồng bị nạn, vợ đã chạy ra hiện trường rồi ngất liệm. Vụ tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 1 trên quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh NVT, sinh năm 1988, quê ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Thời điểm trên, anh NVT chạy xe máy về nhà trên quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn, xe máy trượt dài trên quốc lộ 13, nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Người dân ra kiểm tra thì phát hiện anh NVT đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát giải phân cách, xe máy trượt dài về phía trước khoảng 60 mét. Người dân xung quanh cho biết nghe tin chồng bị tai nạn, vợ đã chạy ra hiện trường rồi ngất liệm. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác bệnh viện. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.